Cũng trong chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê gồm các ông Đoàn Duy Tân, Nguyễn Lê Mậu Cường, Trương Minh Hải đã có buổi tiếp xúc cử tri phường An Khê. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê đã thông báo khái quát về chương trình kỳ họp. Cử tri phường An Khê tập trung kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác giải tỏa đền bù, các bãi đất trống bỏ hoang trên địa bàn ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Nhiều cử tri cũng nêu ý kiến về tình trạng kẹt xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại một số tuyến đường. Hiện nay, trên trục đường Điện Biên Phủ, nút giao thông giữa đối với Trần Cao Vân và Huỳnh Ngọc Huệ, chỗ tượng Mẹ Nhu rất nguy hiểm, đặc biệt là các cháu đi học, trường Thái Phiên và dân dân qua lại khu vực này, nó rất lộn xộn, không đảm bảo an toàn. Cũng đề nghị là tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tại An Khê cần quan tâm đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí giải quyết làm thế nào để đảm bảo an toàn hơn. Theo tôi được biết, dự án ga Đà Nẵng đã bỏ, tức là không chuyển lên trên Hòa Khánh nữa. Thì vậy chúng tôi muốn hỏi tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, hỏi thành phố là cái dự án đường sắt đang cụ thể từ số nhà 1070 đến 1082 Trường Chinh thì có bỏ không, mà bà con chúng tôi đấy là đi lên đấy chuyển đổi cái mục đích sử dụng để sửa chữa nhà ở trong cái mùa mưa bão, thì ở trên quận có trả lời chúng tôi là cái này đấy là nằm trong cái dự án đường sắt đạ. Tiếp thu các ý kiến của bà con cử tri, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê trả lời những kiến nghị trong phạm vi thẩm quyền. Những nội dung khác được tổng hợp và chuyển lên các cấp ngành chức năng liên quan để sớm trả lời với bà con cử tri phường An Khê trong thời gian đến.